Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng đã được thầy Thanh Nguyên cho làm bài thi môn học Kinh Trung Bộ tại lớp. Sau đó thầy Trung Duệ đã giảng về Kinh Kim Cang. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của bài giảng và sơ lược về chủ đề của bài kiểm tra sau đây. Trong giờ học Kinh Trung Bộ, các học viên tại lớp và online đều tham dự bài thi thật đông đủ vì có dịp ôn lại những điều được học suốt 3 tháng qua. Hơn 12 bài kinh đã được giảng dạy có chủ đề và được lựa chọn phù hợp với khả năng của học viên. Đây là những lời Phật dạy cho hàng đệ tử tứ chúng, vừa tu sĩ xuất gia, vừa cả cư sĩ tại gia và cả Bà La Môn. Nội dung các bài giảng trong thời gian qua nêu lên những trọng điểm đáng kể như bài học nói về nguy hại của lời nói đùa giỡn, nói điều tưởng chừng vô hại mà dẫn đến các ác pháp khác khó lường. Việc áp dụng 16 đề mục về thiền quán, về niệm hơi thở sao cho thuần thục tới khi đạt quả sau cùng. Lại có những bài học về thân cận thiền sĩ mới tìm ra con đường từ bỏ năm hạ phần kết xử. Bởi vì một bậc đệ tử đa văn phải tìm cầu chân lý đích thực, chính là người tìm ra được cái lõi cây duy nhất có giá trị nơi rừng cây. Nếu đã xác định các món kết xử là hàng rào ngăn chặn bước tiến, thì hành giả phải quyết tâm cắt đứt tấm lưới, trói buộc, tuy mong manh mà rất nguy hại cho mình trên con đường tiến đến bậc thánh. Không nên bám víu với tâm tham ái, mà ngược lại cần mạnh dạn từ bỏ dục lạc, từ thô sơ đến vi tế, mới thật hướng đời sống về sự tịch tịnh. Kính thưa quý vị, nhớ đến nội dung bài học Kita Kiri đã nhắc lại cho mọi người việc học Pháp là điều hết sức quan trọng. Nó cần thiết không những giúp người có được chánh trí ngay hiện tại, mà lại đạt tới quả vị Niết Bàn mai này. Nhờ tìm thấy niềm tin nơi Như Lai mà tìm cách gần gũi, cung kính bậc thiện tri thức để học hỏi tìm cầu lời lẽ chân thật. Người có biết lắng nghe mới đem ra thọ trì, vận dụng tư duy mà thấu hiểu ý nghĩa mới chấp thuận. Khi khởi lên mong muốn thực hành thì người này kiên trì một cách tinh tấn, nhiệt tâm, luôn luôn nỗ lực chuyên cần, cũng thường xuyên cân nhắc để vượt qua phóng dật mà thành tựu trí tuệ rốt ráo. Đối với những bài học nhằm mục đích loại trừ các thứ chấp vào tà kiến, tà thuyết của ngoại đạo, dẫn đưa vào đường thế trí biện thông, chỉ ưa thích say mê trong hí luật, thì bậc đạo sư vô thượng Chánh Đẳng Giác đã không ngần ngại loại trừ, phủ nhận. Những luận điểm của có và không, hữu biên hay vô biên, ngã và ngã sở, từ đâu Như Lai sinh ra, chết rồi Như Lai đi về đâu, vân vân, là những điều Phật không thuyết giảng. Phật còn dạy rằng bậc trí tuệ phải diệt sạch phiền não lậu hoặc, chứng ngộ thắng trí. Người biết thực hành thiện pháp, lìa bỏ các bất thiện pháp, tuân thủ lời dạy, sống trong giới hạnh suốt đời mới xứng danh được tôn kính, mới đáng là chỗ nương dựa cho mọi người. Bài học của Chăng Khi về quy y Phật sau khi tìm hiểu ra chân lý và tấm gương về hảo tâm xuất gia của thanh niên Ratthapala nêu rõ tính kiên quyết, lòng tin tuyệt đối vào giáo pháp Phật, nguyện lực dũng mãnh đã từ bỏ thế tục rồi thực chứng lời Phật dạy về khổ, không, vô thường, vô ngã. Đề tài thi lần này, học viên nói về bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Thầy giáo Thọ mong muốn cả lớp cùng nhau ôn lại các giáo nghĩa và lời chỉ dạy rất quan trọng của việc giữ gìn lời nói trong mọi tình huống của một người con Phật, học theo các giới hạnh của Phật, ghi nhớ mà thực hành lời răn dạy sâu sắc đó. Thường tâm niệm, tự nhắc nhở, hành trì chính là biết khép mình trong giới luật. Nhờ có tinh tấn, nên thường hằng chánh niệm, tỉnh giác. Do đó,
định lực phát sinh, rồi tăng trưởng mà đưa đến trí tuệ của người có thể nghiệm và chứng đắc. Vào giờ học Kinh Kim Cang, thầy Trung Duệ đã ôn lại đoạn kinh số 14 về tứ quả thanh văn, một sơ quả tu đà hoàng, còn có tên là nhập lưu để chỉ người dứt hết các kiến hoặc tam giới nhưng chưa dứt được tư hoặc là thứ tư tưởng mê lầm của dục giới nên còn phải sanh trong cõi dục 7 lần. 2. Nhị quả tư đà hàm còn gọi là nhất lai chỉ cho người đã dứt trừ được 6 trong 9 tư hoặc nên còn sanh lại cõi dục một lần nữa. 3. Tam quả ana hàm hoặc bất lai là vị đã dứt trừ được tất cả 9 phẩm tư hoặc của dục giới, không còn sanh trở lại nơi cõi dục giới nữa, chỉ sanh ở cõi sắc giới và vô sắc giới. 4. Tứ quả A-la-hán hoặc bất sanh là quả vị đã dứt trừ hết tất cả kiến hoặc và tư hoặc của tam giới, đã ra khỏi phần đoạn sanh tử, chẳng thọ sanh nơi lục đạo. Dù chứng đắc những quả như kể trên, mà người đạt quả thanh văn nói rằng ta chứng, thì người ấy vẫn là chưa chứng. Vì người đắc quả vị phải không còn chấp tâm nơi bốn tướng, ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Lại do chưa chứng được vì vẫn còn cái ta, nên mới nói cũng không thể hiểu lời kinh này, tức tự tánh Kim Cang. Vậy còn chấp là chưa chứng, hoặc đã chứng thì không chấp. Thầy đơn cử một ví dụ để giải thích rằng, một người uống nước ngọt dù có diễn tả đủ mọi cách, thì người chưa từng nếm qua vẫn chẳng thể biết gì về vị ngọt này. Mọi thứ hiểu biết khác do tiếp nhận nơi sự truyền đạt tư tưởng, rồi thâm nhập nghĩa lý thì mãi mãi giam hãm mình trong trụ chấp mà thôi. Như thế mà nói duy chỉ người thực hành có thể nghiệm, rồi chứng đạt tự mình biết không ai khác, lúc này ta cũng không mà quả cũng chẳng có. Thầy Giáo Thọ giảng giải đoạn kinh văn số 15 là Phật phá cái chấp, Như Lai có đắc pháp, như đã phân tích về không quả vị, không người chứng đắc mới là chứng đắc. Do vậy nói Như Lai có đắc pháp hoặc không có đắc pháp là còn có chấp ngã và chấp pháp thì chẳng phải là Như Lai nữa. Nói khác đi và chính xác hơn là Như Lai đạt tới quả vị rốt ráo, sống trong niềm an lạc, giải thoát nhưng không cho là có và được. Có và được là đem cái bên ngoài vào, trong khi Như Lai chính là nhìn về cái sẵn có ngay hiện tiền. Vậy nên hiểu vô sở đắc là không cho mình được gì khác với không được không đắc. Đã không vướng mắc vào bốn tướng mới thể nhập Kim Cang Bát Nhã, mới đúng thật đắc pháp vậy. Sang đoạn kinh số 16, Phật phá chấp, Bồ Tát thật có làm trang nghiêm cõi Phật. Nói Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không thấy mình có trang nghiêm cõi Phật, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Thầy chỉ ra nghĩa ba câu trong lời Phật dạy về phá trừ cái chấp trang nghiêm, Phật độ. Vì còn vọng tâm khi thực hiện, cũng chẳng nghĩ dừng lại vọng tâm mới là phi trang nghiêm, mà trang nghiêm là tên gọi giả danh. Hiểu rộng về nghĩa ba câu, mới thật hiểu kinh văn sâu sắc bao trùm. Thế gian chỉ cho thế gian chẳng phải thế gian, và tên gọi thế gian cũng chỉ giả danh thôi. Lời dạy trong đoạn kinh số 17 khuyên rằng đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, cho biết chớ nên sanh tâm trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc bất cứ nơi nào. Nói đến vọng tâm của phàm phu, thầy Giáo Thọ nhấn mạnh chúng sinh thường không làm chủ được tâm mình, thế thì làm sao mà an trụ hay hàng phục tâm được. Nếu muốn làm chủ được tâm thì cần học và thực hành theo pháp với phương thức như ngũ đình tâm quán, thập nhị nhân duyên quán, tam chỉ tam quán, vân vân. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ có giờ học kinh Trung Bộ và sau đó là bài học tiếp theo của kinh Kim Cang tại lớp. Kính mong quý vị cùng đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý thầy. Vì mỗi giờ học cũng chính là từng giờ thụ hưởng lợi lạc phước báu, biết vun trồng thiện căn và phát triển trí tuệ. Theo học Phật Pháp với giáo trình chuyên môn chính là tâm huyết của thầy giám viện và quý giáo thọ sư
muốn dẫn dắt học chúng bước vào đạo lộ giác ngộ giải thoát. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng vừa rồi, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodhephatquoc.org. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết được chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp, cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.